Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Em lấy chồng bao nhiêu năm Lan? Em lấy chồng từ năm em 23 tuổi. Nhưng mà chồng cũ của em đi xuất khẩu lao động, sau đó thì về bọn em chia tay ạ. Rồi ở nhau được bao nhiêu năm? Bọn em ở với nhau được hơn 1 năm ạ. Từ lúc 25 tuổi cho tới 36 tuổi. Em ở vậy nuôi con hả Lan? Dạ vâng ạ. Trời, những người tên Lan khổ hả? Em hơi bị xúc động. Hơi xúc động, bạn ấy rất là xúc động. Những người tên Lan vất vả lắm, khổ với đường tình duyên lắm. Thôi nha trai. Thôi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn ngồi. Mời em trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Đỗ Huy Tuấn, năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa. Công việc em là kinh doanh về gạch men và thiết bị vệ sinh. Cửa hàng đó là của em luôn. Dạ vâng. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh, MC Hồng Lan. Em là Hoàng Lan, hôm nay em 36 tuổi. Quê em ở Hưng Yên và em đang sống cùng với bố mẹ ở Hưng Yên ạ. Em vừa là quản lý vừa là nhân viên bán vé máy bay ạ. Hưng Yên với Thanh Hóa cách bao nhiêu xa hả Tuấn? Dạ khoảng tầm 160 cây anh ạ. Ừ, cũng gần ha. Dạ anh. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi Tuấn. Em biết chăm sóc cho gia đình, biết lắng nghe, biết cầu tiến trong công việc. Còn về cái khuyết điểm của em thì em hút thuốc ngày một gói, hơi nóng tính. Đó, điểm yếu của nhà trai đó. Nhà gái có ưu điểm gì nè? Ưu điểm của em là độc lập, mạnh mẽ. Em cũng hơi cá tính, khó tính và kỹ tính. Đúng, nó khó tính mà kỹ tính là mệt lắm luôn á. Dạ. Em có thể bớt bớt cái khó tính và cái kỹ tính lại không? Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân ạ. Mình nói về tình trường đi đúng nhỉ. rồi, tình trường đi Lan. Em đã từng kết hôn, có một con gái năm nay 13 tuổi ạ. Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Em lấy chồng bao nhiêu năm Lan? Em lấy chồng từ năm em 23 tuổi. Nhưng mà chồng cũ của em đi xuất khẩu lao động, sau đó thì về bọn em chia tay ạ. Rồi ở nhau được bao nhiêu năm? Bọn em ở với nhau được hơn 1 năm ạ. Từ lúc 25 tuổi cho tới 36 tuổi. Em ở vậy nuôi con hả Lan? Dạ vâng ạ. Trời, những người tên Lan khổ hả? Em hơi bị xúc động. Hơi xúc động, bạn ấy rất là xúc động. Những người tên Lan vất vả lắm, khổ với đường tình duyên lắm. May hôm nay em không gặp anh Điệp đúng không ạ? May hôm nay em không gặp anh Điệp đúng không ạ? Dạ đúng rồi, hơn đó, bên kia May mà em có gặp anh tên Điệp. Điệp chắc mình về. Giờ mình đổi không khí đi, mình hỏi chút xíu về đường tình duyên của nhà trai Em nè. chị. Chào bạn. Dạ, em thì cũng lập gia đình và em ly hôn thì được 2 năm. Hiện tại thì em có một bé trai đang sinh sống cùng mẹ. Bé trai bao nhiêu tuổi rồi anh hả? Bé nhà em năm nay cháu 7 tuổi chị ạ. Bên đây thì Tuấn cũng đã có gia đình. Dạ. Ly hôn 2 năm rồi, có con trai 7 tuổi. 7 tuổi. Sống với mẹ. Thật ra anh không nghĩ xinh đẹp thế này mà không có một cái người nào. Trước kia thì con em còn nhỏ, em cũng lo công việc cho ổn định để chăm sóc được cho con được toàn diện đầy đủ hơn ấy. Nên là em cũng không nghĩ gì đến, với lại công việc của em chủ yếu là làm online tại nhà. Em buôn bán ở nhà luôn. Dạ vâng ạ. À, một mình nuôi con như thế. Dạ. Trời ơi, thiệt tiếc cho những chàng trai Hưng Yên. Cái người yêu lý tưởng của em, một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không mong muốn một người lý tưởng, một người toàn diện. Em chỉ mong là tìm được một người biết chia sẻ, biết đồng cảm cùng em gánh vác mọi công việc nội ngoại hai bên, cùng em nuôi dạy các con lên người. Mong là anh ấy có một công việc ổn định và sức khỏe tốt để chúng em có thể đi với nhau được một đoạn đường dài hơn nữa và hạnh phúc bên nhau. Một yêu cầu chính đáng với một cô gái xinh đẹp này. Còn chàng trai, chúng ta mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Với em thì em mong muốn một người phụ nữ biết chia sẻ trong cuộc sống, biết chăm lo cho gia đình. Thực sự là em cũng không muốn là bạn ấy là phải ra xã hội để mà lăn lộn ngoài xã hội. Còn cái việc ngoài xã hội thì em đảm nhiệm việc đấy. Đây không cần lo cũng được, đây tự lập rồi. Đúng rồi. Nói chung là những cái gì em yêu cầu á, anh nghĩ rằng cô gái này dư sức đáp ứng luôn. Nhà trai đi với ai? Dạ em có đi với chị của em.
Chào MC Huyền Linh, Ngọc Lan và các bạn trường quay. Mình tên Dương, là chị của bạn Tuấn. Thấy bạn Ngọc Lan bên đây thì dễ thương, tự lập, cá tính thì cũng hợp với bạn Tuấn. Hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Từng có gia đình mình cũng đã từng trải đồng cảm với nhau rồi. Mình hiểu cần làm gì để xây đắp. Rồi, cảm ơn em. Ngọc Lan đi với ai? Dạ, em đi với bố em và con gái em ạ. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là ba của em Hoàng Lan. Thì tôi thấy anh Tuấn cũng là một người cũng giản dị mà nghe chừng cũng sống chân thực. Cũng mong điều hai con sẽ đến với nhau và xây dựng hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. Con gái ơi, anh có muốn mà lấy chồng không? Dạ, nếu như mà mẹ cháu tìm được người phù hợp thì chuyện này cũng có thể xảy ra được. Cháu ủng hộ không? Dạ, có ạ. Nếu mà đó là người phù hợp ạ. Vậy thì con nhìn chú đó đó, con thấy có cái gì phù hợp với mẹ mình? Cháu thấy chú không khá là trưởng thành. Chú trưởng thành ạ. Con thấy chú dễ thương không? Cháu nghĩ là tại vì chú là một người làm ăn thì chú cái vẻ dễ thương thì nó cũng không có. Trông nó trưởng thành và đàn ông nhiều hơn ạ. Rồi, được rồi con gái. Hai bên mình mở rào để hai bạn gặp mặt đi ha. Dạ, mở rào. Chào ạ. À, mình có món quà tặng bạn à, lần đầu tiên gặp bạn. Em xin, em cảm ơn anh. Đây là đặc sản nhãn Hưng Yên của em. Mình cảm ơn bạn. Có cuốn sách tặng anh. Mình cảm ơn bạn. Dạ vâng. Cuốn sách này là mang tên Chìa Khóa Hạnh Phúc. Em cũng mong rằng là em sẽ gặp được một người phù hợp cho mình một cái chìa khóa mở hạnh phúc cho em và anh ấy. Bởi vì hạnh phúc thì là một sự lựa chọn chứ không phải là một sự đánh đổi. Nên em mong rằng là chúng ta sẽ tìm thấy chìa khóa hạnh phúc của mình ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn cảm nhận về mình thế nào? Em cảm thấy anh cũng khá là chững chạc. Mình thấy bạn cũng là người chững chạc, một người phụ nữ là biết tự lập và chăm lo cho con cái. Đấy là một cái điều mình cần. Mình bây giờ giữa bạn và mình nó đều trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Mà cái điều mình mong muốn ấy, mình tìm một người phụ nữ để mà về để chia sẻ cho nhau và cảm thông được cái cuộc sống của nhau. Để rồi đi tới một cái hạnh phúc cuối cùng. Đấy là cái điều mình mong muốn. Thực sự là em là một người sống nội tâm. Thế nên là nhiều khi là em có giận ý, là em cũng không nói ra đâu. Bởi vì là khi mà ai đó yêu em thật lòng thì họ sẽ biết là em đang suy nghĩ gì. Thực sự là cái đấy cũng có thể là một cái khó. Nhưng mà em cần một người như thế. Bởi vì khi mà yêu nhau thật lòng rồi, con người ta không cần nói, cũng có thể chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau đã hiểu nhau là như thế nào. Em cũng mong em tìm được một người như vậy để cùng em xây dựng một hạnh phúc. Thì mình đăng ký với chương trình thì thật ra như bạn và mình đều đến để cho nhau một cái cơ hội. Bạn và mình thấy cảm thấy là hợp nhau và có những cái suy nghĩ nó cùng nhau, cùng một quan điểm sống với nhau. Thì mình có thể là tiến tới những cái xa hơn. Về con mình thì hiện tại là đang ở với mẹ. Bây giờ hiện tại là mình đang sống một mình. Sau này ví dụ như có tiến tới được xa hơn ấy, thì mình nghĩ là trước mắt là mình phải thương được con của bạn thì mình mới thương được bạn. Và mình trong cái tư tưởng của mình thực sự là đến chương trình mình yêu cầu các bạn biên tập viên là mình tìm một người đã có gia đình rồi thì nó cùng chung một hoàn cảnh với mình. Đấy, cùng chung hoàn cảnh rồi thì là khi mà con thì của chúng bạn ta sẽ có sự đồng cảm, đồng cảm nhau dễ rồi hơn. Và dạ, khi mà mình có yêu thương của con của bạn, dạ, thì chắc chắn sau này về già thì con của bạn sẽ chăm sóc lại mình. Đơn dạ, giản mình nghĩ đơn giản là như vậy. Còn về Lan thì không biết suy nghĩ là suy nghĩ của em thì cũng giống như anh, bởi vì là em thương con em bao nhiêu thì em cũng sẽ thương con của chồng em bấy nhiêu. Tính em thì nó cũng khá là nghiêm khắc, ngay cả bản thân con em thì em cũng có một cái sự nghiêm khắc với con để con có thể độc lập và trưởng thành.
Em mong rằng là anh sẽ cùng quan điểm dạy dỗ con giống em. Ok, về cái quan điểm dạy con thì cái điều này thì mình hy vọng là cả hai đều cùng chung một quan điểm. Tất cả mọi việc là đều về con. Bây giờ em trai tới nắm tay Lan cái đi. Rồi mình thử trao đổi xem, hỏi em khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được. Bước tới đi Tuấn. Nhìn thẳng vào Lan kìa Tuấn. Thực sự đến giờ này thì để mà nói mình không còn trẻ. Mình cũng năm nay thì là cũng 36 cả rồi đúng không? Mình cũng muốn là xác định một cái tương lai nó... Mình cũng muốn nhanh, vì là mỗi tuổi nó sẽ một già đi. Thì mình hy vọng, không biết là Lan, với Lan thì nếu như mà mình cho nhau cơ hội, mình cho nhau cái tình yêu thương thì dự tính là trong bao lâu? Bởi vì em đã từng một lần đổ vỡ nên là em muốn có thời gian tìm hiểu. Và em muốn đi để bền vững sau này, đến khi chúng mình nhắm mắt xuôi tay, chứ không phải là một vài thời gian xong rồi chúng ta lại tan rã. Yêu nhau thì phải tìm hiểu nhau. Dạ. Tìm hiểu từ tính cách đến cuộc sống gia đình. Đấy, thì mình hy vọng là đến với chương trình hôm nay ta hãy trao cho nhau cơ hội để có một sự tìm hiểu. Hết thời gian. Về ghế đi các bạn. Các bạn cũng có thời gian khá dài để cùng trao đổi câu chuyện này. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hôm nay có ba của Lan. Tuấn có thể nói gì với ba với lại con gái? Con xin chào chú và chú chào con gái. Hôm nay con đến với chương trình thì cũng rất may mắn là được gặp bạn Lan là con gái của chú. Con cũng rất cảm ơn chú là đã sinh ra một người con gái mà có một cái đức tính là thực sự là những cái đức tính mà con cần hiện tại. Con rất cảm ơn chú. Con chúc chú có một sức khỏe dồi dào. Thực sự là con gái hãy tin tưởng chú, nếu như chú có được cái cơ hội đến với mẹ thì chắc chắn rằng cái chuyện chăm lo cho mẹ và con, chú sẽ là cái người không để cho mẹ con thất vọng. Hay quá. Một nụ hôn đầu tiên ngày gặp mặt nào. Các bạn đẹp đôi lắm đó. Nhà trai. Ngồi đi em. Mời nhà gái. Dạ, mời em ngồi. Đây, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ, đặc biệt là gửi lời chào thân thương tới bạn gái bên kia. Em tên Ngô Quốc Phi, em đến từ huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện em là dược sĩ cấp phát thuốc tại một phòng khám đa khoa. Hiện tại cũng đang học sau đại học tại Cần Thơ. Tức là chưa có mở cái tiệm thuốc này kia, dạ, đúng không? Dạ, chưa. À, cái nghề này giờ ổn định, dạ, lắm á. Định hướng tương lai thì cũng dự định sẽ mở một cái nhà thuốc rồi. Rồi. À. À, em bị sao vậy Phi? Dạ, cái cổ em nó bệnh từ nhỏ anh. Tại rồi điều trị giờ nó cũng đỡ rồi. Đỡ chưa? Dạ. Cái này là đi chăm cứu này kia, chắc anh nghĩ chắc... Dạ, đúng rồi. Ổn hả? Tại đang tập vật lý trị liệu này kia đó. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nha. Dạ, em xin chào chị, chào anh Huyền Linh và chào khán giả trường quay cũng như khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Trần Ngọc Thi. Em sinh năm 1989 và em ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em bán sỉ quần áo thời trang. Mình buôn bán tại nhà luôn hả cưng? Dạ, em bỏ sỉ cho tất cả cửa hàng. Ồ, giỏi vậy đó hả? Dạ. Phi có ưu điểm, khuyết điểm gì Phi? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, hai một hỏi. Nhược điểm thì mình thẳng thắn quá là người ta không có thích. Đúng á. Dạ. Đôi khi nói có những chuyện nhạy cảm cũng đừng thẳng tính quá. Dạ. Giống như em mới gặp anh, em nói ông Quyền Linh xấu quá. Anh xấu thiệt, nhưng mà nhiều khi nói anh Quyền Linh cũng dễ thương ha. Dạ, né né lớn anh. Né né. Có tật xấu gì không Phi? Em là nó hơi quạo á. Hơi quạo luôn. Dạ. Hả? Quạo nhiều lúc không? Nói chung là áp lực công việc thì mình stress cho nên là cũng... Dạ. Mỗi lần quạo vậy em làm gì cho mình hết quạo? Dạ, nghe nhạc.
À, dạ. Chị lúc nào cũng để cái máy nhạc nghe bên kế bên nha. Bên đó nếu mà mai mốt mình có quen nhau rồi, chuẩn bị cái máy nghe nhạc nha, để cho bạn mình bớt nhà quạo đó. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, về ưu điểm thì em được nhiều lắm, nhưng mà đại khái là mình cũng được vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Còn về nhược điểm là mình giỏi nội trợ và giỏi nấu ăn lắm. Thôi kệ, mình kinh doanh buôn bán mà cũng không có thời gian. Đường tình duyên của em sao Phi? Dạ, em trải qua một mối tình sau khi liên thông đại học, thì lúc đó thì cũng có quen bạn trong lớp. Thì nói chung là ngành y tế thì học cũng nhiều á, đôi khi mình vô tâm quá thì dẫn đến là hai người là không đến được với nhau. Rồi, dạ, nhận ra cái đó được rồi. Dạ. Thật ra không nhận ra cái đó mới là nguy hiểm. Mình mới chơi bạn bè, mình vô tâm bạn bè là người ta nghỉ chơi mình luôn, đừng nói chi trong tình yêu, đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ đã nhận ra rồi đúng không? Dạ. À, nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? À dạ, em có hai mối tình rồi, nhưng mà mối tình đầu thì nó xa rồi, mình quên rồi. Bây giờ mối tình lân cận nha. Ờ. Cũng tình cờ được quen biết với là các bạn đó. Rồi hai người cũng có tìm hiểu qua, nhưng mà rồi mình giữ ở mức tình bạn thôi. Nhưng mà thấy cái tính cách không có phù hợp á, nên rồi mình tự rút lui. Vậy là chưa yêu luôn? Có thích. Có thích thôi chứ chưa yêu luôn đó. Bây giờ tương lai mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào nè? Người bạn trai á là điềm tính, nhẹ nhàng, không có gia trưởng. Ừ. Được không Phi? Nói chung là hiện đại giờ thì cái tính gia trưởng thì nói chung là cũng không có còn nữa. Ừ. À, em có điều gì không thích ở đàn ông không? Điều không thích đó là đàn ông á hay nhậu nhiều. Như vậy đi. Vậy thôi. Dạ. Sao mà nó đơn giản quá vậy trời. Dạ, chào chị. Chào nhà trai. Dạ. Bên kia người ta không có thích nhậu nhiều. Dạ, đô của em thì tới thùng lận. Dạ, đô của em thì tới thùng lận. À. Đô của em thì tới thùng lận. Mà à. Dạ, em chưa nói hết à. Đô thùng trừ 22 lon người ta uống, em muốn 2 lon à. 2 lon là cũng nhiều. Mà tần suất một tuần đi nhậu bao nhiêu lần? Dạ nói chung là bên dược em cấp phát thuốc, cho nên là cũng cùng lắm là chiều thứ 6 rồi, nếu mà có thì mới nhậu thôi. Còn bình thường là không được nhậu. Phát thuốc người ta rồi bắt phát lộn sao đúng không? Dạ đúng rồi, dạ, dạ. Ừ, phong độ ha. Đó, về điều trị cổ này cho nó chắc dạ, bị vôi. Nói chung là cố gắng là giờ tập vật lý trị liệu để nó đỡ hơn cái... Nó bị vôi hay sao em? Cảm giác là nó bị dính lại á. Ừ, dạ, cho nên giờ nói chung phải tập vật lý trị liệu đúng nhiều. Đúng rồi. Là từ nhỏ luôn hả Cưng? Dạ em bị là từ năm 16 tuổi. Ừ. Thì trải qua từ từ nó càng ngày càng ấy rồi. Nó lại phải trị sớm nữa dạ. Ha. Nay sự vôi hóa rồi đó. Rồi anh qua coi nhà gái coi. Trời trời, con gái dạ, dễ em thương chào anh Hoàng Linh à. Trời em, bây giờ anh nghe tiếng nói của anh cảm nhận anh thế nào? Em cảm nhận là anh hiền và có lẽ là anh cũng tốt bụng á. Ừ. Dân Tiền Giang tốt bụng lắm em ơi. Lành dạ. Tính lắm, nhìn lành tính. Lành tính lắm ha. À, dược sĩ cũng nhẹ nhàng lắm. Chồng làm dược sĩ, vợ mua bán này kia, thậm chí vợ bán thuốc luôn cũng được. Ê, bán thuốc phải có bằng đàng hoàng. Thì đâu, thì chồng bán vợ phụ thôi, dù em lấy thuốc gì tính tiền rồi đó. Ừ. Cụ thể hơn, ví dụ như giờ anh là học Cần Thơ vậy đó. Rồi mình ở xa vậy, có được không? À, dạ được. Nếu như mà mình, bây giờ mình cũng có điện thoại mà. Mình cũng có thể nói chuyện được với nhau thường xuyên. Và sau này nếu mà lập gia đình thì không biết là anh có điều kiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh không? Nếu mà có chỗ bán thuốc ngon thì chắc anh nghĩ chắc anh cũng về đó. Bán thuốc ở đâu bán cũng được mà. Thậm chí mở 2-3 chỗ cũng được. Ừ. Ừ. Cây Lậy cũng gần lắm em. Đây cao tốc tới Cây Lậy luôn rồi. Anh như bạn nữ Bình Chánh đúng không? Dạ đúng rồi, Bình Chánh thì từ Cây Lậy lên đó tầm khoảng tiếng 30 phút thôi. Mà đi cao tốc nhanh lắm. Dạ. Ừ, sao em không tính em đi á, tính phụ nữ đi như vậy? Dạ khi đó là em tính em đi là từ Cái Lẫy lên Sài Gòn á chứ. Ừ. Mong muốn của em sao nè? Dạ tìm được một cô gái là biết đồng cảm với chia sẻ, rồi nói chung là dễ thương hoạt bát là ok. Trời, rồi chị. Mình dạ. Đang dư. Dư những cái điều kiện mà em cần luôn. Dạ dạ. Nói chung cũng đơn giản, giờ nói chung là cũng hàng băm rồi. Trời. Và nó cũng lớn rồi cho nên là tiêu chí là nó cũng đơn giản thôi. Có gì không thích đâu, có gì không thích đâu phụ nữ. Nói chung là nếu bạn nữ ăn bận lôi thôi này kia quá, trang điểm mà hơi mà lè lẹt quá thì nó không tốt lắm. Trang điểm cỡ vậy là được không? Cỡ vậy là được không? Quá ok chị. Trang điểm vậy là được đúng không? Dạ dạ. Bên đây chỉ cần trang điểm nhẹ thôi, đánh viết chì vô mắt tí thôi là lung linh luôn, khỏi có lèo lẹt gì chứ. Đó, anh nói vậy là em hiểu rồi đó. Dạ dạ. Anh chấm trước cho em luôn rồi đó. Anh chấm trước cho em luôn rồi đó. Mình đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây cùng hai người bạn đang ngồi ở trường quay. Hai người bạn. Hai cô hot girl. Dạ chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Xin chào anh.
Em là bạn của chị Thi, thì bạn cũng lâu lắm rồi, thì chị rất là hiền mà chăm chỉ nữa. Ừ. Theo em thì em thấy anh bên đây thì em thấy ảnh hiền, thì em nghĩ là chị cảm nhận thấy mình hơi thích hoặc là, thì em nghĩ là nên cho cơ hội thì cho hai người quen nhau, quen thử coi như thế nào. Quen thiệt thì quen thử chi. Tại vì em nghĩ là quen thử, nếu mà cảm thấy hợp á thì tiến đến hôn nhân luôn. Em gửi chưa thử ra được không? Thì nếu mà thấy ok á thì quen luôn thì đó vậy đi. Bé thiệt tình dễ sợ. Hiền quá. Nhà chơi đi với ai? Dạ em đi với vợ chồng chị Tư em ạ. Chào anh chị. Chào anh chị Tư. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào em. Em là chị họ của Phi. Thì nói về Phi thì rất là chân thật, hiền và lành tính. Ở Phi thì chị cảm nhận em nó rất là ý chí, cầu tiến và nghị lực. Nãy giờ chị nghe hai đứa em nói chuyện thì chị cũng rất là cảm tình với cái bạn gái bên này. Chị nghĩ là giữa một cái biển người mênh mông mà tụi em gặp nhau ở đây là một cái duyên rất là lớn. Nên là tụi em nên cho nhau một cái cơ hội. Hay quá chị Cảm ơn nhà trai. Được rồi. Bây giờ mở ra Thi với Phi sẽ gặp nhau. Tiến tới đi Phi. À, lần đầu gặp thì anh có gửi món hoa rồi em. Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi, em cũng có món quà để tặng cho anh. À, cảm ơn em. Em nghĩ sao về tình yêu sét đánh ta? À, tình yêu thì nó phải có một cái sự chung thủy. Và mình nhìn nhau thì mình có một cái tình cảm. Và tình cảm có thể xuất phát từ trái tim thôi. À, chứ anh thật ra anh đến đây là anh cảm giác là vừa bị trúng một tiếng sét. Là không biết là có sao không? Là không biết là có sao không? Nhưng nếu mà có sao thì cũng mong em chị giùm anh. Dạ. Rồi, về chỗ ngồi đi Phi. Dạ. Nói chung khoảng cách thì nó cũng chỉ là con số thôi. Khi chúng ta mình tình cảm mình thật lòng với nhau thì cái đó nó không quan trọng lắm. Dạ. Dạ. Từ đây về quê anh là bao nhiêu tiếng? À, từ Bình Chánh nếu mà đi thì khoảng tầm 1 tiếng rưỡi là tới nơi rồi. Anh cũng gần thị trấn Cái Lậy thôi. Dạ. Nếu sau này mà lập gia đình rồi thì anh sẽ định hướng là mình ở đâu? Nếu mà mình tìm hiểu, mình tính cách nhau, mình hợp nhau á thì cái chuyện sống ở đâu nó không có quan trọng. Cái quan trọng mình thật lòng với nhau thì nói chung là cái ngành giữa của anh như Quyền Linh nói là đi đâu làm cũng được. Thì đó là chuyện đó cũng dễ dàng thôi, không sao hết. Trong gia đình thì anh là con thứ mấy? Anh nhà anh thì có ba mẹ với đứa em với anh, chỉ có 4 người thôi. Nếu sau này mình lập gia đình rồi á là mình sẽ sống riêng hay sống cùng với ba mẹ nè? Mình tự bàn với nhau thôi, cho nên là cũng không đến nỗi là phải làm dâu hay là sao hết. À, làm dâu thì em cũng không có ngại đâu, tại vì nếu mà có tình yêu thì chắc cứ là phải có sự hy sinh rồi. À. Tính chừng nào? Thì nói chung hiện tại thì mình tìm hiểu trước, nếu mà tính cách mình hợp nhau thì mình cho nhau cơ hội. Dạ, em nghĩ cũng vậy. Quan điểm về gia đình như thế nào đối với hai bạn? Gia đình là một cái tế bào của xã hội, thì khi mà mình xây dựng cái gia đình hạnh phúc thì mình cũng tạo điều kiện cho cái xã hội phát triển luôn. Dạ, đối với anh là như vậy. Dạ, còn với em thì gia đình sẽ là số 1. À. Và gia đình là ba mẹ rồi vợ chồng rồi con cái nữa. À. Con cái, mình thích con trai hay con gái đầu lòng? Nói cho nhau biết luôn. Nói chung là anh con trai con gái gì cũng được, cái đó là trời cho, mình có sao thì mình để vậy thôi. Dạ em cũng quan niệm vậy. À. Rồi kinh tế như thế nào? Hai bạn cưới nhau về rồi kinh tế ai giữ nè? Nói chung là nữ thì giữ tiền thì nói chung là kinh tế thì dễ hơn là nam. À, đàn ông xây nhà, đàn bà sẽ đổ ấm mà. Điều gì anh không có thích ở phụ nữ nè, ở người vợ của anh á? Hơi kiểu dạng tẳng quá. Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường thì cái đó không hay lắm. Bây giờ em trai. Dạ. Em đang tính của phương hướng là lấy vợ về đó lập nghiệp, bán thuốc, trồng sầu riêng này kia hay là ở đâu? Có khi nào thí dụ như bạn gái mong muốn em lên thành phố Hồ Chí Minh em có đồng ý không? À, học xong chuyên khoa 1 thì mình có thể làm mọi nơi được. Ừ. Vậy thì em còn học 18 tháng nữa. Rồi bây giờ thử em định ra 18 tháng đó em với bạn này sẽ quen nhau thế nào? Hẹn hò làm sao? Dạ, tại vì cái thời gian học thì nó cũng không có nhiều anh.
cho nên là cũng thời gian cười rảnh cũng nhiều. Cần thiết thì mình cứ đón xe đò lên chở thôi, hoặc là mình xách xe mình chạy đi thôi. Cũng gần mà. Cái vùng quê bạn này á, nó rất là thanh bình, mà ở đó toàn bộ người ta trồng sầu riêng, nhãn nè, trồng rất là nhiều loại trái cây, bởi vì nơi đất, vùng đất đó rất là nhiều phù sa, và người dân ở đó rất là tốt luôn, nhẹ nhàng lắm. Thật ra nếu mà về đó sống á, cũng thích lắm nha. Bây giờ nói chứ Cai Lậy cũng là một cái vùng đất phát triển rồi, cũng đông dân cư, buôn bán cái gì cũng được hết trơn á, đúng không em? Dạ đúng rồi. Về đó vẫn bỏ xỉ quần áo được không em. Phải là không phải là quê đâu nha. Bây giờ nè, giờ hai bạn đúng rồi, hai bạn tiến tới tiến gần nào với nhau, cái giao lưu cảm xúc với nhau một xíu, nắm tay nhau rồi nhìn nhau thật kỹ và thật lâu và thật sâu. Trong lòng mình thấy thế nào đó, mình mong muốn gì với Thi đó? À, như em nói là vừa gặp bạn thì đụng ngay tiếng sét ái tình rồi. Không biết bạn nghĩ sao ạ? Cảm ơn anh nhiều. Mình sẽ tìm hiểu ha. Rồi. Mà khi nắm chặt tay nhau rồi thì đừng buông tay nhau anh nhé. Ok em. Bây giờ Phi có thể hát tặng Thi nghe bài đi. Dạ, cái khoảng cách của hai đứa thì xa nhau thì em hát một đoạn trong ca khúc Vì Yêu ạ. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Ôi em, vì tình yêu anh sẽ làm tất cả gì để mang lại hạnh phúc cho em ạ. Làm tất cả gì để mang lại hạnh phúc cho em ạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn em. Em ơi, bị gãy nhạc đó em. Chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng của mình các bạn nha. Bắt đầu chưa? Bắt đầu chưa? Bắt đầu chưa hả? Tụi em muốn bấm à? 1, 2, 3. Rồi bấm. Lẹ lắm. Rồi, chúc mừng các bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bấm nút xong là nắm tay. Dạ. Hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên. À, thôi được. Không, đó là thủ tục của chương trình đó. Dạ. À, anh xin phép ạ. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn chị Ngọc Lan ạ. Xin mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời cô gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chào cả các khán giả trong khán đài. Chào em. Dạ, em tên là Huỳnh Nhật Trường. Em nay 37 tuổi, đến từ Đồng Tháp. Trường làm gì Trường? Dạ, em làm buôn bán và sản xuất chậu kiển và trồng cỏ thảm. Cỏ thảm nay nhiêu mét? Dạ, nay sồng còn 16 ngàn. Anh mua 12 có không? Dạ, có, em cho anh luôn. Em cho anh luôn. Cho được hả? Cảm ơn nhiều. Tức ghê á, ở bên kia có biệt thự cho nên là mới xin cỏ thảm được. Tôi ở chung cư, tôi không có điều kiện xài cỏ thảm. Tôi đâu có xin cỏ thảm để trải. Chị xuống dưới lần qua đem tặng cho chị chồng Lan. Thấy chưa? Cảm ơn em. Thật ra mà mua cỏ thảm không phải để trải biệt thự đâu. Làm sân đá banh. Còn thấy ghét không mọi người? Ông Mai này hồi thế nào cũng bị tôi xử rồi. Chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, em tên là Phạm Thị Kim Ngân. Em sinh năm 1994. Quê của em ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Gần không? Hỏi có gần không? Bạn ở Lấp Vò, bạn ở quyền nào? Bạn ở xã nào vậy? Dạ, ở xã Bình Thành á. Gần Vĩnh Thạnh không á? À, dạ không, chợ Lấp Vò, chợ thị trấn Lấp Vò. À, gần cầu Vòng Cống ha. Đúng rồi. Nói chung là mai mốt đem kiển vô Bách Quá Xanh là bán luôn cũng được. Rồi em trai Trường. Dạ. Trường có ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm em thì như cũng biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta. Kiểu người ta còn chăm sóc được, đừng nói chi người. Cái gì người ta làm được thì em làm được. Đúng rồi. Dạ. Cỏ nó còn chăm còn xanh tốt, đừng nói chi là người, đúng không? Dạ. Chăm tới đâu luôn ha. Dạ. Đó. Có khuyết điểm gì không Trường? Dạ, khuyết điểm thì em chưa thấy. Nhưng mà có cái em hơi nhát chút. Nhát? Dạ. Nhát gì? Nhát đám đông mà nhát gì? Như dập gắn em sợ gắn. Sợ rắn hả? Dạ. Sao sáng Tây mà sợ rắn vậy ta? Ừ. Sao con trai miền Tây dạo này sợ rắn hơi nhiều? Sao? Con trai miền Tây sợ rắn, tôi không bao giờ tôi sợ rắn. Tôi chỉ sợ chuột thôi. Đó, nói chung là có những con vật mình hơi không phải sợ lắm. Nhưng thấy nó ngán ngán vậy đó. Dạ, thấy nó không dám đụng vô nó thôi. Chứ nói sợ mà cũng không phải là mình sợ. Không phải sợ lắm.
đụng chuyện dám ăn nó luôn á chứ sợ gì, đúng không? Dạ. Đó. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nha. Dạ, ưu điểm của em là em biết nấu ăn, em biết hát, với lại em lúc trước em có nghề may, em biết may đồ. May đồ nữa. Hả? Còn nhược điểm của em thì em ít nói, em cũng ngại nói chuyện. Thôi giờ hát đi. Làm Bách Hóa Xanh tới giờ thì cũng đỡ đỡ chút. Thôi giờ hát đi em gái, hát gì cho nó vui các bạn nè. Hát đi. Ừ. đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sắc pháo rơi đầy đồng, quê tôi trai gái vui trong lòng. Hơi rung chứ mà hơi lạc chút. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng. Đó, cái bài này hát nhân dịp đám cưới anh hát tặng hai đứa luôn. Nhớ đi, hai đứa mà gặp nhau đám cưới tôi hát bài này cho. Vậy bữa đó anh Bình Tinh nhớ xuống nha. Xuống à? Dạ. Xuống lắp giò, xuống chở kiển với lại chở cỏ về. Xuống lần qua Sa Đéc. Dạ. Đúng rồi. Rồi em trai hát gì cho nó vui coi nè. Bên kia hát đám cưới đây, hát đám gì? Đám sinh nhật gì đó. Happy birthday gì đó. Hát bài cho vui vui coi trường. Hả? Hát được không? Hát được mà em quên. Quên hả? Dạ. Nhớ bài gì không? Thôi hát bản Đường Tím Bằng Lan đi ha. Rồi. Hát hai, câu được không? Được, cho nó vui coi nào. Hai, ba. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường qua đây. Ủa rồi ông hát bài gì vậy trời? Nhớ đi hồi chút hát nha. Dạ. Rồi bây giờ mà mình có mấy mối tình rồi trường? Dạ, mối tình thì hồi xưa cũng được 4 năm. Nhưng mà cũng như thầy học sinh đó anh. Lai rai cũng được 4 năm mối hả? Dạ. Nhưng mà nó cuối cùng nó không có kết quả. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 7 năm. Mỗi đứa giữ rồi nha. Dạ. 7 năm sau chia tay. Giống như trong thời gian mình công việc này kia đó anh, rồi xảy ra những vấn đề như nó không hợp với nhau đó. Rồi thôi cũng nên chia tay. Chia tay. Dạ. Có mối tình nào mà sâu đậm vì tha thiết không? Thì có anh, mối tình 7 năm. 7 năm hả? Dạ. 7 năm sao chia tay trời? Thì giống như cũng vì chính chất về công việc á. Rồi nó cũng thay đổi. 7 năm ta cũng phải lấy nhau rồi chứ. Dạ thì lấy nhau rồi đó. Lấy rồi đó hả? Dạ. Thì lấy thì nói lấy luôn đi. Lấy rồi. Dạ. Có con chưa? Dạ có. Một bé trai 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Dạ. Rồi giờ chia tay bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm. 3 năm giờ vợ ở xa, cách đó xa không? Cũng khoảng 20 cây. 20 cây. Rồi con hiện nay ở với ai? Con em nuôi. Em nuôi luôn. Dạ. 3 năm rồi ha? Dạ 3 năm. Đó. Nhà trai đã có gia đình ly hôn, đã có một đứa con. Rồi, nhà gái của mình đường tình duyên sao nè? Dạ. Em có gia đình gãy đổ được một lần cách nay 4 năm. Tức là mình ly hôn 4 năm rồi. Dạ. Mình có đứa con nào chưa? Dạ có đứa con gần 4 tuổi đó chị. Bé gái. Rồi hiện tại con ở với ai em? Dạ con ở với ba nữa. Trai em, hay gái? Dạ con gái á. Con ở với ba hả? Dạ dạ con ở với ba. Bên đây cũng con dạ, con trai. Con trai. Dạ. Bao lâu em thăm con một lần? Dạ thì bé đi học á chị, một tuần thì thứ bảy chủ nhật em rước. Dạ rước được ngày hai ngày chở bé chị đi học, còn nghỉ hè thì rước thêm nhiều chút. Hai bạn này cũng có cái hoàn cảnh cũng giống nhau mọi người. Cả hai đều đã kết hôn và cũng đã ly hôn được 3 và 4 năm. 3-4 năm hết rồi. Dạ. Thế thì bây giờ mình mong muốn có một người đàn ông như thế nào nè? Dạ, người đàn ông không có gia trưởng, không có tính toán chi ly với vợ con, rộng rãi chút xíu. Kiểu như không có nghe những lời thị phi bên ngoài mà đem về nhà nói vợ con này nọ chị. Giận cá chém thớt đó đúng không? Bao nhiêu áp lực ngoài xã hội dồn nén về la vợ không, đúng không? Có vậy không em trai? Em rất là xúc động. Dạ. Hả? Em không có. Em gái bên kia chắc bị tổn thương một lần rồi cũng sợ đúng không em gái? Em sợ đúng không? Em còn sợ điều gì nữa không? Dạ
không chị. Mạnh mẽ lên, cố gắng lên, cái gì nó qua nó cũng đã qua rồi. Bây giờ chúng ta phải nhìn về phía trước để chúng ta chuẩn bị cho một hành trang mới, một hành trình mới. Ha, cố gắng lên. Tất cả mọi người luôn bên em mà. Rồi, nhà gái của chúng tôi thì có lẽ là ở quá khứ cũng đã trải qua khá nhiều cái tổn thương. Cho nên bây giờ chào em. Chào. Nên bây giờ khi mà nhắc về cái mong muốn của một người đàn ông của mình thì cổ khá là xúc động. Thì hy vọng rằng là ở tương lai cổ không phải gặp lại những cái điều như vậy nữa. Chàng trai của chúng ta, mong muốn của mình có một người con gái như thế nào? Em thì muốn người con gái được quan tâm, lo lắng cho gia đình, chung thủy. Bây giờ em có nỗi niềm gì buồn nhất trong cái cuộc hôn nhân vừa rồi? Sự phản bội. Phản bội hả? Thấy thương quá. Trường cũng rất là xúc động. Anh thấy rằng một người đàn ông mà gọi là khóc trước mặt mọi người cũng khó lắm đó. Chắc là cũng do bị tổn thương nhiều quá, đúng không Trường? Em sợ nhất sự phản bội hả? Trong cuộc hôn nhân vừa rồi em thấy rằng mình có lỗi gì không? Em phát hiện ra sự phản bội đó. Cho chị hỏi sâu thêm một tí nữa là khi bạn phát hiện ra cái điều đó thì cả hai có cùng ngồi lại nói chuyện với nhau không? Không chị, tại người ta không, người ta chối. Người ta nói cái đó chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà biết đâu là bạn bè thiệt thì sao? Không, không đúng như vậy, tại chỉ là cái lời nói thôi. Nhưng mà sự là tại vì người ta đã qua mặt em. Người ta cứ nói bạn bè vậy là cái cớ để người ta qua mặt em thôi. Nhưng mà em lấy cái cớ gì mà nói đó là sự thật? Tại vì người ta đã hứa hẹn sống chết với em. Em phát hiện ra dạ. Những cái tin nhắn hay sao? Dạ, trong những cái tin nhắn. Và em mới nói thôi bây giờ ly hôn rồi, giờ ra mặt đi, đừng có mà làm như vậy nữa. Người ta cũng không dám nghe. Nhưng mà cuối cùng cái lỗi là lỗi với em. Do em? Dạ, hoàn toàn lỗi với em. Lỗi gì? Thì người ta nói đủ thứ hết. Do em không quan tâm, rồi do em nghèo, rồi do em công việc không hợp với người ta, rồi em không xứng với người ta. Nói vậy luôn á hả? Rồi người ta nói em thương, người ta hỏi vì tiền. Nói chung là tất cả các lỗi gì gì em. Rồi, thôi. Thôi, quá khứ bây giờ chúng ta khép lại. Mình biết vậy là được rồi. Đúng ha. Rồi, chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình mới nè. Chào em gái. Dạ, chào anh. Bên kia chàng trai cũng tổn thương có lẽ nặng lắm mới có thể xúc động trước mặt mọi người như vậy. Hai người đều tổn thương hết rồi. Anh nghĩ rằng là chúng ta đã từng bị tổn thương thì chúng ta sẽ không bao giờ làm người khác tổn thương đúng nữa rồi. Bởi vì á, chưa bao giờ một người nào mà tổn thương đỉnh cao của nó, người ta đau lắm. Và chắc chắn người ta không muốn gây cái tổn thương cho người khác. Và nhớ sau này anh nghĩ rằng nếu hai đứa đến nhau cũng đừng bao giờ đem tổn thương với nhau cả. Rồi, cho qua luôn. Mọi thứ nó gọi là không có vui nữa, bỏ qua đi. Giờ hướng tới chuyện buồn. Con gái sinh năm mấy? Dạ, em sinh năm 94. 94, bên dạ. Kia sinh năm mấy? Dạ, em 86. Hả? 86. 86 là trên nhau 2? 8 tuổi. 8 tuổi đúng không? Có vấn đề gì không con gái? Dạ, không có. Không có đúng không? Dạ. Thôi, bây giờ thì mỗi người lỡ chuyến xe rồi, mình leo chuyến xe khác mình đi. Đúng rồi, mình nói về tương lai đi. Tương lai luôn. Đúng, bây giờ là chàng trai của chúng ta mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Ngoài cái việc là chung thủy ra thì còn cái gì nữa? Biết quan tâm tới em rồi đó, với con em. À, vậy thôi đúng không? Thật ra một người đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi thì người ta cũng chỉ mong như vậy thôi. Không mong cái gì hơn cả. Quan tâm với con em hả? Nói chung thương con em là được. Thương mà cô gái kia cũng có con nhưng không được ở cùng với con, cho nên là chị Lan nghĩ là cổ sẽ rất là yêu thương trẻ con. Mình trước khi mình mong muốn người ta thương mình và thương con mình thì mình phải thương người ta và thương con, thương gia đình của người ta luôn. Nó đơn giản như vậy đó em trai ạ. Dạ. Anh nghĩ rằng sẽ được thôi. Sẽ được điều đó. À, còn cô gái bên này á, cho chị Lan hỏi sâu một tí là
thường ly hôn thì người mẹ hay dành về mình cái quyền nuôi con lắm. Thì còn ở bạn thì lý do tại sao mà bạn lại để con cho bên bố nuôi? Tại vì mẹ em bị bệnh giữ bé không nổi cho nên là em mới đưa bé về cho cha nuôi. Em cũng cố gắng nuôi bé được 3 năm em mới đưa cho cha nó. Nuôi 3 năm rồi đó hả? Thôi mạnh mẽ lên con gái anh nè. Người phụ nữ cũng lỡ một chuyến đò nhưng rất mạnh mẽ. Hãy học hỏi ở con người này cũng mạnh mẽ lắm. Làm chủ bản thân của mình ha. Thật ra là chị cũng rất là hiểu và chia sẻ với em về cái việc em không thể nuôi con được. Cái đó là một cái vấn đề bất khả kháng, chứ bất kể người mẹ nào người ta cũng muốn được ở gần con người ta cả. Nhưng mà thôi không sao, sau này khi em có một cái gia đình mới, em ổn định hơn thì em sẽ đón con về ở với mình. Chị nghĩ cái điều đó nó cũng không quá khó khăn với bố của đứa trẻ đâu. Ha? Thì chỗ nào cha với mẹ cũng như nhau. Đúng mà. Đúng rồi. Bên nào nuôi tốt thì mình để nó lo cho cháu. Cháu nó có cái sự phát triển rồi sau đó cũng... Đúng rồi, quan trọng là người lớn mà. Chúng ta cư xử với nhau như thế nào. Đúng thôi. Đúng rồi. Thôi, mình hỏi người thân đi. Đi với ai? Dạ, đi với con. Con trai đây hả? Dạ. Rồi, chào con trai. Con. Con cầm video cho chú Huỳnh Linh đi. Hả? Con tên là gì? Tên là Huỳnh Nguyễn Trường Vũ. Vũ hả? Dạ. Con lớp mấy rồi Vũ? Lớp 5. Lớp 5. Bao lâu rồi con chưa gặp mẹ? Không biết. Không biết luôn hả? Mẹ không có về thăm hả trai? Em có cho về thăm không Trường? Cho bình thường. Cho bình thường? Dạ. Mà bên kia không có liên lạc luôn hả? Dạ không. Tại từ lúc mà ký đơn này em không có liên lạc luôn. Rồi dạ. Mẹ cũng về thăm con luôn? Dạ không. Anh nghĩ rằng là làm sao cách nào đó cho mẹ liên lạc để thăm con chút xíu. Không. Dù sao con cũng cần tình cảm của mẹ. Tại vì cái đó người ta không muốn rồi, giờ anh tạo điều kiện thì người ta cũng vậy hả? Tại vì hiện tại bây giờ cũng có điện thoại được hết trơn chứ không phải là không có. Tại họ không muốn thôi, chứ nếu thật sự họ muốn họ sẽ tìm mọi cách, họ sẽ thăm. Em nghĩ là vậy. Nhưng mà nếu... Dạ. Bà xã liên lạc á, nên cho gặp con chút xíu nha. Bởi vì con nó cũng cần cái tình yêu thương của mẹ đó nha Trường ha. Dạ. Con có bao giờ thấy ba khóc không? Hồi đó giờ thấy ba khóc không? Hồi nãy con thấy ba khóc không? Nãy ba khóc không? Thấy thương không? Biết sao ba khóc không? Ba khóc là vì ba buồn đó. Rồi vậy bây giờ biết sao cho ba vui không? Ba vui là con ngoan nè, con học giỏi nè, con ăn nhiều, con ngoan nè. Với lại là ba là sắp sửa có một cô để về chăm sóc cho ba, chăm sóc cho con nữa. Thì điều đó sẽ làm cho ba rất là vui. Và con có ủng hộ điều đó không? Con thích không? 10 tuổi rồi hả? 10 tuổi rồi. Con thấy cô sao con? Cô dễ thương không? Bình thường. Bình thường cô này nè, con thấy cô này sao? Cô bên này nè. Mai mốt cô đó về ở cùng nhà với mình đó, con chịu không? Con ok không? Ok. Ok. Rồi. Bé còn quá nhỏ, bé chưa cảm nhận được gì đâu. Quan trọng người lớn chúng ta yêu thương bé, chăm sóc bé là được rồi. Con cố gắng học giỏi nha. Rồi, con em gái đi với ai? Dạ, em đi với em gái ruột em. Em gái ruột hả? Rồi, hai chị em giống y chang nhau luôn á. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Chào khán giả trường quay. Thì em tên là Kim Thoa, em là em gái ruột của chị Ngân. Thì hôm nay em đi đến chương trình cùng với chị thì em cũng mong là chị có được một người để mà chị có thể nương tựa được suốt đời. Tại vì cái hôn nhân trước của chị á, chủ yếu là qua mai mối. Khi mà lúc đến á, thì anh cũng nói chung là nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và rất là hiền. Nhưng mà khi về ở chung nhà rồi á, thì bắt đầu mới có những cái xung đột xảy ra và anh ăn hiếp chị và gia trưởng rất là nhiều. Về tiền bạc là khiết xét nét chi tiêu đủ thứ hết. Kể cả lúc mà chị mang thai á, anh muốn cho chị ăn gì là chị ăn đó, chứ còn chị thèm á là chị không có được ăn. Cho nên hình ra là cảm thấy cuộc sống hôn nhân nó bị bế tắc á. Nên là chị quyết định chia tay. Thì hôm nay là em cũng mong là anh Trường á, nếu như mà sau này hai anh chị có thành đôi với nhau
thì em mong là anh có thể yêu thương chị nhiều hơn. Và những cái vấn đề về tiền bạc hay là ăn uống này kia, thật sự đó là những vấn đề rất là nhỏ, chị mình không có cần phải quá xét nét chi li về vấn đề đó, thì em nghĩ nó sẽ tốt hơn. Với lại là em cũng có mẹ cũng lớn tuổi và cũng bệnh hơi nhiều á, nên thành ra là cũng mong muốn là anh có thể cho chị tới lui chăm sóc mẹ, chứ không có ở suốt bên đó được. Dạ. Thương em gái, thương chị gái ghê không? Cũng may mắn là nhà của cặp đôi chúng ta ngày hôm nay rất là gần nhau, nên cũng cái chuyện mà nhau chăm nom nhau thì rất là dễ. Cái cảm nhận ban đầu em thấy anh Trường anh hiền không? Anh được không? Dạ, em thấy nói chung người miền Tây của mình đó, thì cái nhìn cái vẻ bề ngoài đó, thì rất là chất phác, rất là hiền. Thì em thấy anh Trường cũng là một tiếp người cũng giống như chị em á, là khá là ít nói và kiểu như anh chia sẻ rất là thật về cái tình huống mà mình cái tình cảm hôn nhân của mình lúc trước, thì cũng có được cái sự tin tưởng. Dạ thì chủ yếu là do hai bên gặp mặt thì coi là có rung động hay không và có bắt được nhau hay không, thì đó là do chị của em quyết định thôi. Rồi, cảm ơn em gái. Chúng ta đã lỡ chuyến đò rồi, hy vọng chuyến đò này nó sẽ là chuyến đò bền vững mãi mãi luôn. Mở rào. Bắt đầu đi Trường. Dạ, em cũng có món quà tặng à. Sao trùng hợp quá. Sao vậy? Món quà trong đó là cái gì mà trùng hợp? Wow. Thấy rõ không ạ? Em làm ở Bách Hóa Xanh ở huyện Lai Vung Lấp Vò luôn ha. Dạ, em làm Bách Hóa tại chợ Lấp Vò luôn. Dạ. Dạ. Làm lâu chưa? Dạ, em làm gần 3 năm ạ. Dạ. Còn em có thường đi làng hoa không? Dạ, chưa từng đi. Vậy để tại vì em cũng mất đi chơi. Để bữa nào anh trả em đi ha. Dạ. Công việc của anh là trồng cỏ. Anh thì như làm ba chậu mà để trồng mai đồ đó. Dạ. Rồi cỏ thảm anh mới trồng sau này hả? Dạ. Mà có cái xui cái trồng chưa nhưng giá nó xuống. Dạ không sao. Dạ anh thấy em sao? Thấy cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Dạ. Cũng đẹp. Dạ em thấy anh cũng hiền, không được. Em thì không có yêu cầu gì quá, chỉ cần thương em, thương gia đình là được. Anh không cần, chỉ cần sáng nấu cơm anh ăn, chiều nấu cơm anh ăn được. Còn sáng nấu cơm xong rồi em muốn đi đâu em đi, miễn chiều có cơm về ăn là được. Đơn giản gì. Dạ. Bạn nãy nghe em gái nói chuyện không? Dạ. Là tắm ăn gì có cho không? Tiền bạc sao? Quan trọng giờ là nếu như hai người lấy nhau về, tiền bạc ai quản lý? Em nghĩ tiền nói với bạn gái kìa. Theo anh nghĩ tiền bạc ai quản lý cũng vẫn được, chủ yếu là mình biết chi ly cho nó đúng là được, cho nó dư giả hay là mình biết tiết kiệm thì nói chung ai giữ cũng vậy. Mà dạ, em theo em thấy theo anh thấy càng giữ tiền càng mệt chứ đâu có gì đâu. Đúng rồi, giữ tiền chi mệt. Ừ. Có người khác giữ người ta muốn đưa cho vợ giữ, sáng vợ đưa 50.000 uống cà phê rồi khỏe khỏi lo cho. Ngày uống cà phê 50 hơi nhiều nha em ơi. Nhiều. Hơi nhiều. Trời ơi, ly cà phê ta hết bốn mấy ngàn rồi. Ở Đồng Tháp cà phê rẻ hơn. Rẻ cũng phải hai mấy ngàn. Giờ cà phê hạt lên giá à chị Lan ơi. Thôi mai mốt về là pha cà phê ở nhà uống luôn. Trời đất. Cũng được nữa chị. Nhà có sân vườn, có cây, có bông, nhà ngắm bông sân vườn view đẹp luôn. Sợ lúc đó sáng kêu vợ pha, vợ nhăn hết chứ. Không nhăn đâu. Hỏi coi có nhăn không? Có nhăn không em? Không tốn tiền thì không có nhăn. Đó, thấy chưa? Trời ơi, phụ nữ tay mồm chìa khóa là người ta phải tính tới từng giọt cà phê. Chắc chị Lan cũng vậy quá. Phải đó. Đó. Có gì thôi chứ tụi không có biết giữ tiền. Hồi nãy kêu mua cho anh Ly đó mà không có mua, pha cái bình vô đưa cho tao uống luôn đó. Thấy chưa?
tiết kiệm gì đó. À, nếu mà nói ra chứ cà phê ở nhà uống ngon hơn cà phê quán. Tại vì cà phê ở nhà mình mua, mình mua theo theo ý của mình. Còn cà phê quán nó pha nó lạc nhát, nó không có ngon. Không nói gì quá tế rồi. Nói thiệt. Không, phải nói vậy nè. Mình ở nhà mình uống cà phê á, là mình được người đẹp pha cho mình nè. Trong đó nó có cả tình yêu thương trong đó. Rồi ngồi uống cà phê ngắm view đẹp, ngắm người đẹp luôn. Nó đậm đà phải không? Không có gì mấy quán tao họp ế tao kiện gì mà không có gì họ luôn. Vậy vậy ngày mai dạy lúc quýnh em nè. Bây giờ nè đó, em thấy cô gái này nhìn bây giờ cái cảm quan đầu tiên á, em thấy có gì hợp với mình không? Em thấy tặng quà thì hợp rồi, hợp rồi, hợp đúng không? Rồi thấy cái tình cảm của mình nhìn cô này có thấy có gì hợp không? Hình dáng thì cũng em cũng thôi giờ tướng cũng nhỏ nhỏ con, nhỏ nhỏ giờ tiến gần nó cho nó rõ xíu đi, ngồi xa quá. Anh à, tiến gần là hai bên nó. Rồi hai người nói chuyện đi. Ví dụ giờ nói chuyện dù như bao lâu rồi mình có thể đến với nhau được. Rồi em có về nhà anh nói anh qua nhà em thử bàn thôi. Hai người nhìn nhau nhìn lại cho nó sát vô luôn. Đó. Nếu sau này dù chuyện gì đi nữa em có bỏ anh nữa không? Nếu như mà đã quyết định thì đây cũng là lần thứ hai thì cũng là lần cuối. Nếu mà trong Bách Hóa Xanh có ai hơn anh thì sao? Anh yên tâm đi, Bách Hóa Xanh ta có gia đình hết rồi. Có chàng không có gia đình thì cũng mấy đứa nhỏ nhỏ nó mới lớn lên. Lớn lớn lên dễ dụ lắm á. Hiền quá không ơi. Mình đàn ông là mình phải bản lĩnh. Mình phải giữ cái người mình yêu bằng cái bản lĩnh của mình. Chứ không phải là bằng cái sự lo lắng. Cái điều này á nó rất là nguy hiểm này. Mỗi ngày về mình cứ hỏi ủa em ơi trong đó anh thêm anh mới thấy cái thằng kia nó ngó em là không được. Mình phải bản lĩnh, mình phải tự tin rằng mình là một cái người tuyệt vời nhất đối với cô gái này, đúng không? Thông cảm Lan biết không, đã bị một lần bị rồi, bị ta phản bội hiểu rồi, lúc nào cũng lo thôi. Nhưng mà anh cứ thấy rằng đây là con người không có như vậy đúng đâu rồi. Hiền lành thấy đứa em ta nói chuyện không? Bây giờ nè hỏi đi, ví dụ như giờ về thì hai đứa mình tiền bạc em giữ em có chịu không? Nghe Quỳnh Linh nói gì, Quỳnh Linh nói gì em chưa? Không, em tự nói cho nó. Nói cái mốt nói Quỳnh Linh suối. Nhưng mà mốt tiền bạc anh giao giữ hết em chịu không? Dạ chịu. Người sáng xin tiền cho không? Dạ cho chứ. Năm chục. Hai chục. Đương nhiên là đàn ông đi làm thì cũng phải có chút tiền bỏ túi chứ không sao không cho không được. Không dạ. Có tiền đổ xăng đẩy xe về. Dạ không có. Dù hai mình tới nhà em có mong muốn có đứa con trai gái gì không? Như anh với em tiến tiến tới hôn nhân ngày em thích bé trai hay bé gái? Dạ em thích bé trai. Trai nhỉ? Trai dạ. Có rồi. Em thích thêm nữa không? Dạ không, một đứa nữa là được. Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ hỏi đi. Khoảng bao lâu thì mình có thể tới nhau được nếu mình tìm hiểu với nhau? Khoảng bao lâu mình tới nhau được? Cái đó cũng tùy thời gian, nếu mà mình thấy hợp thì tiến tới thôi chứ không có quan trọng thời gian là bao lâu. Nếu vậy thì em cho anh cơ hội lên tìm hiểu em. Để lát nữa bấm nút. Rồi nói dạ. Đi bây giờ tuần gặp mấy lần, gặp ở đâu đó, nói đi. Tuần gặp em thích gặp được mấy lần? Em thì nếu mà có thời gian rảnh thì ví dụ cứ có quen thời gian rảnh thì sẽ nhắn tin. Tại vì làm Bách Hóa Xanh là làm cả năm cả tháng lúc nào cũng làm chứ. Khi nào muốn nghỉ thì xin nghỉ chứ không có. Thì tối ra ca anh lên. Ra ca là tới 10 giờ 9 giờ rưỡi lận. Đâu sao 9 giờ tối lận. Thì 9 rưỡi nhà anh lên đó 10 giờ ra 11 12 giờ chạy về. Trời ơi. Quá được luôn á. Quá được luôn á. Đó. Bây giờ nè, em hát câu gì đó, đứng nắm tay với Nguyên, nắm tay Nguyên. Hát bài ngọt như mấy lùi. Đó, hát bài nào tặng cho bạn gái cái nào. Thôi em hát đêm nay, xin phép anh hát không nhỉ? Kệ em đó, hát câu hay câu cũng được, bài gì nãy đó. Hát đi, nhìn bạn gái nè, hát cho nó tình cảm nè. Thôi cho thiếu đưa anh luôn. Sao thiếu được? Tặng riêng đi. Hả? Tại nay em hơi khô cổ quá. Hơi khô hả? Dạ. Cải lương được không? Tại không. Uống nước không? Uống nước không? Không, không. Quá không đúng không? Tại sáng giờ em đi nó. Thôi giờ vậy nè, em nói
hết những cái cảm xúc của em với cái người đối diện đi. Em mong muốn điều gì nói với cô ấy biết đi. Thì anh không mong muốn gì em ngoài biết quan tâm tới gia đình và lo lắng cho gia đình là được rồi, chứ không gì. Ví dụ áo anh có gách thì giá lại giùm cũng được. Nhưng không cần gì cao hay là nhiều quá. Như thứ hai là Nguyễn Hương anh thật lòng rồi. Rồi, cảm ơn mọi người về đây đi. Được rồi đó. Anh thấy trường nó ghê luôn á. Không có cần gì cao sang lắm. Áo anh rách là giá được rồi. Hương anh là được rồi. Mỗi buổi cho anh 50 ngàn là được rồi. 50 thôi, 50 nãy giờ xin hoài ta không cho mà cứ 50. Ôi sao tiết kiệm quá vậy. Em đã từng nhớ em xin người cũ không cho rồi thấy chưa. Giờ phải cho ta nhiều nhiều chút, 55, 60 gì đó chẳng hạn. Cho 60 được không được? Dạ được, cái này sang lên anh. Lên thì được đúng không? Dạ. Rồi để tay vô nút bấm đi đường bên tay trái kìa. Đây đằng sau là sau lưng nè. Đó. Bây giờ đã đến lúc các bạn đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Ngân không bấm hả Ngân? Sao vậy Ngân? Dạ, tại khi mà em nhìn anh em chưa có cảm động động lòng. Dạ, cảm xúc đầu tiên của em là vậy. Em chưa có cảm xúc đúng không? Dạ. Chưa có rung động đúng không? Nhưng không bấm nút, nhưng mà cũng có thể ra ngoài mình làm bạn từ từ tìm hiểu cũng được. Thật ra anh thấy ở trường đó một cái tính thật tình rất là lớn, chân thành lắm. Đây là con người mà có thể tâm sự chia sẻ với em được tất cả mọi thứ đó. Dạ. Chị hỏi thiệt là điều gì khiến cho em còn ngại ngùng? Chi tiết nào khiến cho em như còn một chút ngại ngùng như vậy? Bạn ấy nói bạn chưa rung động đó. Một phần thôi. Em nghĩ là có một cái chi tiết nào đó, một cái điều gì đó. Em có thể chia sẻ với chị Lan được không? Dạ được, tại vì cái hôn nhân đầu tiên vậy đó, em cảm thấy hơi sợ đàn ông chút. Cho nên là em cũng cũng còn ngại nhiều lắm. Như lại lần đầu tiên gặp mặt anh thì em cũng chưa có cảm nhận được cái gì hết. Tuy là anh thấy anh rất là hiền, anh rất là thật lòng, em biết, nhìn em có thể cảm nhận được. Nhưng mà trái tim em không có rung động. Giờ vậy, về nhà cứ bữa hai bữa đem kiển đi cỏ rồi tới ha. Tới bách hóa xanh mua đều, sắm gì tới đó. Lâu lâu tặng cái gì đó ha. Anh nghĩ rằng em sẽ chinh phục được đó. Thật ra là với những người khác mà đến phút này mà vẫn còn cảm giác là mình còn ngại, mình còn sợ thì có lẽ là Lan sẽ phản ứng rất mạnh. Nhưng với cô gái này thì Lan có một cái sự thông cảm hơn rất là nhiều, chia sẻ hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà trái tim của chúng ta đã quá tổn thương rồi, chúng ta đã cố gắng bước ra khỏi cái vòng an toàn của mình để đến được đây, để mong rằng là mình sẽ tìm ra được một cái hướng đi mới cho mình. Nhưng nó vẫn còn một cái chút gì đó nó khiến cho mình gợi nhớ lại những cái vết thương cũ, nên làm cho cô ấy hơi do dự. Và cô ấy chưa có tự tin rằng bản thân của mình sẽ gặp được cái điều may mắn. Anh nghĩ Ngân nói đúng đó, chưa có rung động thì chúng ta không nên bấm nút. Đơn giản như thế thôi. Thật ra ai cũng cảm nhận được cái thật của chàng trai này, rất là tốt. Cố gắng, chuyện đó dễ thôi, quan trọng mình chinh phục thôi. Hả Trường hả? Dạ. Mình sẽ làm cô ấy rung động bằng cây kiển, bằng thảm cỏ, bằng màu xanh của quê hương mình. Thật ra hai bạn này mà đến với nhau thì sẽ bù đắp cho nhau, sẽ lấp đầy luôn những cái tổn thương cũ cho nhau được. Đó là chúng ta sẽ làm cho nhau hạnh phúc mà, và sẽ sửa những cái sai lầm của những cái người ngày xưa đã từng làm được cho đó. Mình. Ngân sẽ làm được. Đợi đi. Ngân cố gắng lên. Tôi sẽ chinh phục cho mà coi. Nhớ nha, em trồng cây si trước nhà luôn cho tôi. Nha. Nhớ báo cho tôi biết nha. À, nào làm được cái gì nha. Cứ tuần lần hai lần tới chỗ đúng cô ấy. Đúng rồi. Ha? Bên này là cố gắng lên. Là bạn, biết đâu chúng ta sẽ là người yêu, biết đâu chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau. Được không Trường? Dạ. Anh tin Trường sẽ làm được đó. Mình hãy chinh phục nha. Dạ. Rồi, coi như trên sân khấu này chúng ta chưa có nợ với nhau.
cố gắng làm sao mà có về mượn nợ thành nợ nha. Mượn nợ cô đó đó. Xuống sân khấu mượn liền 10 triệu là nợ liền.